men vi sinh cho cá coi ca, cá khỏe, nước trong. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ha. Các bạn thấy khung cảnh này quen không? Hôm nay mình quay trở về trại của anh Lâm VN để mình tiếp tục cái hồ 27m cho các bạn xem. Thì rất là nhiều bạn yêu cầu là quay quá trình hoàn thiện cái hồ này. Thì nói chung các bạn thích thì mình quất thôi. Rồi đây, hồ 27m của chúng ta hôm nay thì đã được vô nước. Chào khán giả anh ơi. Cô quê đồng nhân vật quen thuộc của chúng ta. Thì hôm nay em về đây em muốn tiếp tục review cho các bạn xem về cái hệ thống lọc của hồ. Thì anh có chia sẻ được cho khán giả hay không? Thì có sao nói vậy thôi chứ biết sao. Ok anh đi. Bây giờ mình đi ra phía sau đi. Còn cái kết cấu hồ như thế nào hoặc là như nào đó thì các bạn có thể xem vào clip trước. Hôm nay mình chủ yếu mình sẽ sấy sâu vào cái bộ phận lọc nước rất là đặc biệt, sử dụng bằng bơm khí clip các bạn. Vô cá luôn rồi hả anh? Vô cá. Chạy được bao lâu rồi? Chạy được 2 ngày. 2 ngày. Ok, 2 ngày em xuống cũng thấy. Ok anh, đó là ống clip đó hả? À, một to phết nè. Rồi anh em thấy anh leo lên trên thành hồ, anh với em leo lên thành hồ cho dễ review hơn được không? Được. Bây giờ mình sẽ với anh Lâm với em leo lên thành hồ rồi ha. Rồi. Ok các bạn, đứng trên kiến này là kiến 12 ly rồi, kép đôi nè, nên là không sợ đâu. Rồi anh có thể mô tả sơ, giải thích sơ sơ cho khán giả biết về cái hệ thống lọc của cái hồ đúng không anh? Trước tiên là nước từ trong cái hồ ha, mình hút ở chính giữa ha, giữa rồi nó sẽ chảy qua cái ngăn hàng lắng, nó dài 3 mét, xong nó mới qua cái hệ thống là bơm oxy chảy qua ngăn canet. Thì đây không, cái này là nó bơm nè, cái bơm, còn cái này là đảo canet. Cái này mới nè, thành ra là cái hộp canet nó chưa đảo đều luôn. Thời gian sau nó sẽ đảo đều rồi, từ ngăn canet nó sẽ chảy qua chi mắt. Mình sẽ lấy nước ở tầng giữa đó để cho nó trong. Dạ, ở đây đúng không? Xong rồi nó sẽ trả lại cái hồ theo hình, theo chiều kim đồng hồ. Là có nghĩa là cái ống bự đó nó sẽ chia thành 4 cái ống nhỏ để đi thành 4 góc. 4 cái ống nhỏ đi 4 góc. Cái vách này nó chịu nổi không? Cái vách này nó không có áp, nó chỉ trên nhau tầm 3 cm, cho nên là nó không cần kiềm. Nó còn cái mát đi xa nữa, nó sẽ đè lại. Nó không cần kiềm. Này nha, thả cá mà đâu thấy được cá. Đâu thấy được cá. Này cá đầu tiên. Ok. Ví dụ như anh làm cái hệ thống bơm elip này thì anh tính toán anh lấy cái bơm elip anh làm, cái đó là bị hư hay sao? Không, cái này dư. Nó dư hả? Anh làm dư. Thì nếu như cái này anh làm là phi bao nhiêu, cũng như là công suất cái bơm này anh tính toán ra được khoảng nhiêu? Cái này thì là phi 114. Thì là ăn thua mình cấp khí bao nhiêu ít, nhưng mà lưu lượng nó tầm khoảng 50 khối giờ. 50 khối trên giờ. Mình cấp khí vô đây. Vô đây thì
cái khí nó sẽ đi men theo cái thành nóng nè, tại vì cái thành nóng là nó sẽ ma sát khí ít hơn, khí nó sẽ ma sát vô cái thành nóng nó ít hơn là nước, cho nên là nó lên rất là mạnh, nó đẩy nước lên. Còn nếu mình sụp cái vòi chính giữa thì là nó bị cản dòng, chảy yếu hơn. Ok. Đó các bạn, thì ở đây toàn bộ hệ thống bơm là bơm bằng elip hết ha. Và ủa mà sao cái này không có đá lọc anh? Nói chung bao nhiêu đây là đủ rồi, còn đá lọc thì là không cần thêm. Ok các bạn, thì theo chia sẻ kinh nghiệm của anh Long VM thì chỉ cần GMAT và Canet bảo là đã ổn định vi sinh rồi, không có cần thêm. Cái này phải bữa cần quay được cái đĩa ngon ha. Đĩa hả? Lấy lên không? Lấy được không? Được. Wow, kìa. Ok, bây giờ anh Lâm Giang sẽ cho chúng ta xem cái đĩa sủi của cái cà nét. Đĩa này đường kính khoảng 2.7 tấc. Trên đây nó có khoảng 6.600 cái lỗ li ti để mà không khí nó ra anh mịn. Là cái đĩa này anh mua ở đâu hay là tự làm? Đĩa này mình mua làm trên cho em mừng xem sao em không thấy cái lỗ nào hết vậy? Lỗ rất là nhỏ, mình không thấy được. Cái này là anh biết cái này lâu chưa hay là anh tham khảo gần đây cái đĩa này thôi? Em thấy cái đĩa này thường người ta làm bằng đá mà sao cái này làm bằng nhựa? Không, cái đĩa này người ta sử dụng để xử lý nước thải á, với lại bên nuôi thủy sản rất là lâu đời rồi. Nhưng mà tùy theo cái mục đích của mình sử dụng thì mình thấy đưa vô đây phù hợp thì mình sử dụng thôi. Hiểu rồi. Trong những hệ thống xử lý nước thải lớn người ta chuyên sử dụng rất là nhiều cái đĩa này. Rồi thôi gắn lại đi. Là cái hệ thống này là do anh tự suy nghĩ ra rồi mình tự thiết kế rồi mình tự làm đúng không? Ừ. Còn cái ống ở đây anh, cái ống ở đây phải là ống xả tràn không? Này là cái ống để mình xả cái ngăn lắng ha. Khi mình rút nước lên này thì cái phân với cặn là nó sẽ xả ra đây. Rồi cái ống to kia, còn cái ống to kia là cái ống to kia là để xả đáy của cái hồ chính giữa. Còn riêng cái ống này là xả ngăn lắng. Nhưng mà cái ống này nó có tác dụng xả tràn khi mưa xuống không? Đúng rồi, ống này nó vừa làm ống xả tràn luôn. Rồi, làm hệ thống này mình cũng sạch sẽ quá ha. Chuyên nghiệp phết nè. Đó, cho các bạn nào vẫn đang thắc mắc về cái clip trước thì clip này mình đã cho các bạn xem về cái hệ thống lọc của cái hồ của bạn ha. Thì hoàn toàn là chạy bằng hơi hết, mà chạy bằng hơi thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn so với lại chạy bằng máy. Và anh nói cái lý do cho khán giả nghe là tại sao anh lại xài bằng hơi mà anh không xài bằng máy. Là bằng hơi thì nó bền, cái máy hơi là mình sử dụng chung trong cái trại ha, là một cái máy mình sử dụng toàn bộ trại 7.000 m2. Còn cái máy bơm thì thỉnh thoảng nó bị hư liên tục, với lại cái hơi là cái hiệu suất nó bơm rất là lớn. Còn cái máy bơm thì nó tốn điện hơn. Thứ nhất là tốn điện để mua máy bơm, thứ nhất là tốn điện để làm chạy cái máy bơm nó tốn điện nhiều hơn. Thứ hai là cái tiền mua máy bơm nó cũng nhiều, nó hay bị hư ẩu. Cái máy bơm nó chạy nó hay bị mòn cái cốt, nếu mà em xài là nó hay bị mòn cái cốt, nó dễ bị nếu mà một máy hai máy thì mình ít thấy hư, nhưng mà một trại như vậy hàng trăm máy là nó hư liên tục.
Nè các bạn còn thấy nước chảy thấy đã. Cái tấm lưới này là ngăn cái mấy cái hạt canet này nó không có trôi ra bên ngoài nè. Đó, bên ngoài nước ra nè. Qua cái mấy cái lớp vi mát này. Thì anh chia sẻ kinh nghiệm chút xíu tại sao là vi mát anh để đứng mà anh không để nằm. Tại vì mình để đứng ha, thì nước nó sẽ chảy thông cái theo cái chiều này dễ hơn. Cái thông chiều này xong rồi mình lấy là mình lấy từ dưới đáy. Để chi? Để là nước từ trên đó nó tràn đây, nó thấm xuống đáy, xuyên qua đây, chảy qua cái tầng dưới của xi măng. Rồi mình mới lấy nước ở cái tầng chính giữa đó, để cho nó đừng có cặn. Thực ra cái xi măng á, mình chạy là nó hút tất cả những cái bụi bẩn ở trong đó rất là nhiều. Nếu mà mình lấy, mà lấy ở đáy là nó sẽ bị dơ nước. Rồi ví dụ như cái này là xi măng có keo nè. Tại sao anh không xài vi mát có keo mà anh lại tại sao anh không xài vi mát không keo mà tại sao lại xài vi mát có keo? Tùy theo cái này, tại mình có sẵn cái vi mát có keo, còn cái không keo thì nó rẻ tiền hơn nhưng mà nó lại ít cái hút cái hạt hơn là cái vi mát có keo. Đó, ok các bạn, đó là kinh nghiệm của anh Lâm VN về cái quá trình sử dụng vi mát ha. Em thì em thích xài không keo hơn. Em xài, anh thích xài không keo hơn tại vì thứ nhất là không keo dễ cắt hơn. Với lại nó bền hơn nữa. Nó bền hơn. Có keo nó hay bị rớt ra nhưng mà thực tế anh thấy là cái có keo là nó sẽ tích tụ những cái hạt lơ lửng rất là tốt. Còn hơn là cái mà chi mắt không keo. Ok anh, để về em xài thử coi. Tại vì em có mua em xài thử mà cắt thấy nó khó cắt, nó cứ thừa như thế nào. Còn lấy máy cắt không. Đây cho các bạn xem nè ha. Đó, đã không? Hồi trước quay không được đứng lên trên thành hồ tại lúc đó đang dán á, còn giờ được đứng lên trên nè. Quay thấy đã không? Đó. Rồi anh chia sẻ thêm cho khán giả biết cái vụ mà 200 triệu tiền đèn. Anh có nói chuyện với em 200 triệu tiền đèn chưa nói rõ lắm là tại sao là 200 triệu tiền đèn. Tại vì một cái đèn mà RDB nó tầm khoảng 2 triệu rưỡi. Mà cái hồ nó tầm 10 cái đèn là 25 triệu. Mà 9 cái hồ thì nó ra bao nhiêu? Nó phải hơn 200 triệu đúng không? Chứ không xài đèn công nghiệp được ha. Không, RGB thì cái màu nó mình muốn màu gì là mình chỉnh màu đấy được. Cái màu nó thực tế hơn. Còn cái đèn công nghiệp là nó ánh sáng trắng nó rất là chói. Nó cá nó xấu quắc. Sàn đó. Anh làm đèn quá sàn các bạn. Xài phải xài đèn RGB, không có xài đèn công nghiệp. Tính ra đèn công nghiệp thì ví dụ như thắp sáng cho cái hồ này thì tính ra giá thành nó cũng rẻ hơn. Cái khu bên kia đó, khu bên kia ba cái hồ bên kia đó anh xài đèn sáng trắng á, đèn Philips. Cũng rẻ. Nhưng mà nó chói chang lắm. Nhìn nó không có. Nhưng mà cái ngăn lắng này anh làm em thấy có vẻ là nó hơi to, mình để tiết kiệm thì mình có thể rút gọn hơn hay là anh thích làm không. Vậy? Thực tế cái ngăn lắng nó phải đủ dài. Cái nước nó đủ chảy êm thì nó mới lắng được. Còn nếu nhỏ quá thì nước nó chảy qua rất là mạnh thì nó không có chức năng lắng. Em thì nếu như mà em làm thì em làm chừng nửa này là lắng rồi, còn cái này mình tiết kiệm mình thực ra là nó cũng được mà. Thực ra nó cũng vậy thôi. Ví dụ như cái hồ em ngăn lắng to, cái ngăn hồ nuôi nó nhỏ lại. Thì ngăn lắng to thì em chứa được cái tổng cái diện tích là bao nhiêu đó thì vẫn chứa được như đó cá thôi. Không. Còn làm cái ngăn lắng nhỏ thì là cái chỗ nuôi nó to hơn. Nhưng cũng chứa như đó cá. Cái này hồi trước ai dạy anh là anh tự biết? Tự mình làm thôi chứ đâu có ai chỉ. Đó bởi vì cái đặc thù của cái nghề này nó nằm ở cái vấn đề đó các bạn. Cái đặc thù của cái nghề này là nó không có cái sự là chính thống lắm. Giống như là công nghệ thông tin thì sẽ có người dạy các bạn nhiều thủ thuật. Nghề nào cũng vậy. Nhưng mà đặc thù với cái nghề phát triển này thì vẫn là tự tìm tòi mò mẫm và làm, thất bại rồi làm, thất bại rồi làm. Nói về cái clip này thì bên Cá Bảy Màu của mình cũng đã áp dụng vô. Nếu như các bạn nào chưa xem cái clip mình làm clip thì các bạn hãy xem lại, mình có để ở trên góc này ha. Thì clip áp dụng vô trong Cá Bảy Màu nó sẽ scale cái ống clip này lại chắc khoảng cỡ 100 lần á. Thì ống này là 100, anh nói ống này 114 hay 144? 114.
114 thì cái ống Elite của bên cá mè mè chỉ có 16 thôi các bạn. Scale lại rất là nhiều, nhưng mà cái hiệu quả nó chảy khủng khiếp hơn. Các bạn hãy xem lại cái clip đó đi, các bạn sẽ biết cái mình làm cái Elite cho cái cá mè mè. Người ta xài khóa là người ta xài khóa đỏ, khóa vàng vàng, ổng chơi nguyên cái khóa nước 21 luôn, quá trời hơi luôn. Ở đây để đáp ứng cái lượng hơi cho cái vàng hồ này thì anh xài máy bơm bao nhiêu watt? Tại vì anh xài chung, xài chung trong viên trại nên cái máy này tầm 3 ngựa. 3 ngựa. 3 ngựa là bao nhiêu watt? 3.000 watt à? Tầm 2.250 watt. 2.250 watt là hết luôn nguyên dây luôn đây luôn. Hay là chỉ có tính hồ không? Không. Nguyên trại luôn. Nguyên trại luôn. Sao anh không chia ra từng chỗ mà làm nguyên trại luôn? Khi mà chia vậy thì bảo dưỡng cực hơn. Ví dụ như có nó có những cái máy mà nó hư đột xuất mình không để ý không. Còn bây giờ mình đấu chung với nhau, nó hư một cái là mình biết liền, mình đổi máy liền. Ok các bạn, thì cũng không còn câu hỏi gì đặc biệt hỏi cho anh Lâm Viên, thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát một cái đăng ký các bạn nha. Trong video này nó sẽ còn một cái series nữa, nó còn một video nữa là anh Lâm Viên sẽ thi công đèn. Em xin anh là sau khi thi công đèn em lên quay clip nữa nha. Thi công đèn sẽ lên quay clip nữa, còn cá thì chắc không quay cá đâu. Cá thì nó sẽ hết liên tục. Thì theo mình biết cái kinh doanh của cái việc kinh doanh của anh Lâm Viên cũng khá tốt, nên thành ra là cá coi như là mình vừa thấy là nó hết rồi. Không thể nào mà quay được cá. Ây da. Wow, quá đẹp. Ok các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video sau, bye bye.